Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cây giò cá nhỏ bọc bạc. Đây là hàng dụng cụ diện trần chính hãng. Các bạn để ý, trên thân của dụng cụ bao giờ cũng đề Vinamassage diện trần.com và số điện thoại. Ở mặt bên bao giờ cũng có diện trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Đây là cây giò cá. Đầu này để chuyên chúng ta ủi trên mặt da thế này, để chúng ta tìm sinh huyệt. Nếu chúng ta thấy chỗ nào đau thì chúng ta sẽ ủi như thế này khắp trên mặt, để làm đẹp da, để chữa viêm xoang, để ủi trên cổ gai gáy, chữa đau cổ gai gáy, để tìm sinh huyệt, để tác động lên sinh huyệt, làm giảm bớt sinh huyệt. Thì khi cái điểm đau chính là sinh huyệt nó bớt đau đi thì tương ứng với cái bệnh của chúng ta trong người nó sẽ giảm bớt đi. Và cái đầu này là đầu giò. Trước cái đầu giò này để chúng ta giò tìm và day ấn huyệt. Bây giờ đầu giò này được bọc bạc, cả cái thân giò này và ở trên này được bọc bạc vào, để chúng ta có thể đánh khắp mặt. Đánh khắp mặt để chúng ta giải cảm, để chúng ta giải độc. Nếu mà chúng ta đánh trên mặt của chúng ta ấy, mà nó ra các vết đen trên mặt thì chứng tỏ là chúng ta đã bị trúng gió, trúng độc rồi. Thì ra các vết đen này ấy, nó như nhọ nhồi ấy, thì chúng ta phải lấy cái khăn khô, khăn giấy ăn ấy, chúng ta lau hết cái vết đen này đi. Sau đó chúng ta lại đánh tiếp khắp mặt lại một lần nữa, sau đó lại lấy giấy đen lau khắp đi, đánh 3 lần như vậy. Có người phải đánh đến 3, 4, 5 lần mới hết, có người phải đánh đến 5, 6 ngày thì mới hết. Một ngày chúng ta đánh từ 1 đến 3 lần và mỗi lần chúng ta đánh phải khắp 3 lượt như vậy. Khi nào còn đen thì chúng ta còn đánh. Cái vết đen đấy không phải là do cái bạc này nó tạo ra đâu các bạn nhé. Vết đen đấy là do da mình tạo ra. Đấy, thông thường mình học cái cách ngày xưa ông bà chúng ta là đánh giải cảm bằng cái trứng gà và cái đồng xu bạc đấy. Thì bây giờ chúng ta có cây giò này, chúng ta tận dụng luôn. Và khi chúng ta dùng cây giò này chúng ta ấn huyệt ý, thì cái tác dụng của chúng ta nó sẽ tăng lên gấp 3 lần so với chúng ta dùng những cái loại cây bình thường. Đấy, và tác dụng lớn nhất của cây này là để giải độc các bạn nhé. Bất kỳ lúc nào chúng ta cảm thấy nặng đầu, khó chịu này, cảm thấy cảm cúm, thay đổi thời tiết này, là chúng ta cầm cái cây giò này ra, chúng ta đánh khắp mặt. Đồng thời chúng ta có thể đánh khắp ở trên lòng bàn tay thế này. Thì nhiều người cũng bị đen cả lòng bàn tay nhá, xong chúng ta đánh khắp cả lòng bàn chân, đánh khắp ở dọc hai bên cột sống. Cứ đánh chỗ nào mà nó da đen, hoặc là đánh dọc hai bên cổ gáy, cứ chỗ nào nó ra các vết đen như vết nhọ nhồi thì chúng ta lại lấy dây khô chúng ta lau. Các bạn chú ý là không được lấy dây ướt. Lấy dây ướt ra là có khi là bị cảm lạnh đấy nhá. Rồi, thì chúc các bạn thành công với cái cây giò cá bạc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cổ đen. Dây khô nhá, bây giờ con lấy dây khô con ơi. Dây khô lau xong rồi nhìn trên cái giấy. Con ngửa cái giấy khô ra nhìn này. Tiếp lau tiếp. Ba mở con giấy xong lau. Lau hết. Lau mãi nó mới hết cái đen. Đây không phải đen do mỹ phẩm. Vâng, cô không dùng mỹ phẩm. Mặt éo. Ba mơ. Đấy chưa là đen chưa đấy. Trong tay cũng đen, sau tay cũng đen. Nhỏ nhồi đấy. Đấy, mặt trắng đầy đấy. Đánh xong cái này xong chắc chị sẽ cảm thấy nhẹ người hơn. Nhẹ người rất nhiều chứ.